Vân Du là một trong hai xã của huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, được chọn làm thí điểm triển khai xây dựng mô hình nông thôn mới theo quyết định số 491 của Thủ tướng Chính phủ. Nằm trong mô hình xây dựng nông thôn mới của Vân Du, khu nông thôn mới ở thôn Cao Trai, xã Vân Du, huyện Ân Thi dành cho 40 hộ dân có đất bị thu hồi từ công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 phục vụ cho đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng qua địa bàn xã. Hiện nay, khu tái định cư của địa bàn cơ bản đã hoàn thành, đa số người dân đã chuyển về khu tái định cư để ổn định cuộc sống. Gia đình tôi chuyển về khu tái định cư này là coi như là từ mùng 10 tháng 11 năm 2010. Thế cái điều kiện sinh hoạt thì coi như là nó cũng thoáng mát hơn. Thế cống rãnh nước loan này khác, nó sạch sẽ hơn. Theo các đồng chí lãnh đạo xã Vân Du, đối chiếu vào các tiêu chí nông thôn mới thì hiện nay xã mới đáp ứng được một số tiêu chí như hệ thống chính trị, an ninh trật tự, giao thông nông thôn, chủ yếu là do nhân dân đóng góp kinh phí xây dựng. Còn các tiêu chí khác, địa phương phải tiếp tục phấn đấu để hoàn thiện và rất cần quan tâm hỗ trợ kinh phí của các cấp có thẩm quyền. Khó khăn nhất một suy nghĩ là chúng tôi hiện nay là nông thôn mới thì như thế nào là nông thôn mới. Thì chúng tôi muốn là tỉnh, huyện, các cấp có thẩm quyền sớm có một hội nghị triển khai là cho chúng tôi được tham quan đấy, các cái mô hình mà đã làm nông thôn mới mà hiện nay mà đáp ứng được các tiêu chí đấy, của chính phủ đề ra, hay là cũng đáp ứng được cái tiêu chí chung đấy, thì từ đó thì chúng tôi mới về xây dựng đấy, làm cái tiền đề để mình xây dựng quy hoạch đặt một vòng cụ thể của địa phương mình. Xây dựng nông thôn mới không có nghĩa là xây dựng mới hoàn toàn, mà dựa trên cơ sở giữ được những giá trị, những kết quả đã đạt được trên các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, đồng thời từng bước hoàn thiện và bổ sung những tiêu chí chưa đạt được. Ngoài đầu tư của Trung ương và cấp tỉnh, cấp huyện, thì nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp xã được thực hiện theo phương châm dựa vào nội lực của cộng đồng là chính. Do vậy, việc khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức vươn lên của người dân là hết sức cần thiết, góp phần quan trọng để Vân Du hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra.